xin chào tất cả mọi người. Hello everybody again. Hello, chào chào, xin chào các bạn. Hôm nay hai vợ chồng mình sẽ chơi một cái challenge. Đó là thử thách ăn mì cay. Và nếu mà người nào thua đó các bạn thì sẽ được người thắng á. Nếu mà người thua đó thì sẽ được người thắng make up cho. Thì đây mình đã chuẩn bị cái vẽ chân mày, cái cỏ, cái son và cái vẽ eyeliner. Thì các bạn thấy mình không có trang điểm gì hết. Cho nên mình, tại mình đang sợ thua cho nên mình không có dám làm gì hết. Cho nên cái mặt mình nó hơi thiếu sức sống một chút. Ai thua đây? Và cái này nữa. Nếu mà anh thắng sao? Nếu mà anh thắng anh đâu biết make up gel đâu. Thì anh tự làm gì anh làm đi chứ. Thì anh biết làm gì anh làm, miễn là anh thua anh chạy thôi. No, anh thua anh sẽ ngồi đây. Anh thua thì anh chạy, anh thua thì anh chạy ha ha. Anh thua anh sẽ ngồi đây đó. My sweetie. Cái này là mì cay cấp độ 2 too X spicy, đúng rồi. Too X spicy two mọi time. Người. Two time X spicy. Yeah. Cái mì cay mà mình ăn thấp hồi bữa đó mọi người, mình mua một lố đó, bây giờ còn dư 2 gói nè. She tried to kill me. I just got home from work. Giờ mới làm về đó. Bà kêu, làm video với em. Làm video với em. Thử thách đi em. Ăn chưa ăn gì hết trơn, quốc mì cay này chết. Trời, anh nói vậy mấy bạn chị em chết. Mấy bạn nói em ăn hiếp anh. Dạ. Ok, bây giờ mình sẽ trộn mì. Trộn mì luôn đi. Ok, để em làm cho. Trộn anh nè. Hello. Được, anh làm được. Hả? Anh làm được. Làm chứ. Quá cay quá trời. Cay lắm đó. Em sợ Selena ăn ở đây nó văng vô mặt đó. Đem con ra ngoài chơi đi. Ok luôn, để đó đi. Là ai coi nó ngồi, đâu ai coi đâu. Cho chơi với anh hai của nó đó. Anh hai gì, anh hai đang coi phim với mò nó bò, nó ăn, nó lụm đồ, ngạn chết con của tôi. Ok, let's do it. Ok, ăn nè. Ăn đi. Nó thử thách thì phải làm chung chứ. Ok, ready. Ready? Ready? 1, 2, 3. Oh my god, so spicy. So spicy. Cay quá. À, dạ, em vừa lấy nước rồi, anh đi lấy, quên lấy nước đi. Em cầm em ăn vậy nè, anh cầm giống em vậy đi, ăn cho nó dễ. Spicy. Ok, người nào thua thì nếu mà uống nước là chịu thua nha. Ai mà uống nước cam là sẽ người đó sẽ thua. Em đi lấy nước làm gì? Thì ai chịu thua người đó sẽ uống nước cam. Đã cay rồi mà còn uống nước có ga nữa, oh my god. Really anh? Anh cảm nhận nó làm sao? Nó cay chứ làm sao? Ăn từ từ đó, em còn một đống nữa. Cái gì vậy? Thử thách ngầm tên ăn xong hết được cái gì vậy là sao? Phải đợi em chứ, từ từ. Oh my god. Là thử thách mà quất nhanh quá. Mình còn một đống. Cay quá. Kiểu này mình thua. Oh my god. Cái này mình biết rồi. Hả? Oh my god. You win. No. Win cái gì nữa? It's it. No, em chưa thua đâu, em sẽ gắng ăn. I want more bite. I win. But I don't know how to do the makeup though.
ý là chồng mình đang muốn mình make up cho đó mọi người. Running. No, 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 no. It's not fair. Ủa, bị sặc luôn á. Spice. Oh. Mà có một cái nó càng ăn càng ngon phải không? Oh. Oh, đi lấy giấy hả? Thôi anh đi đi. Nhưng mà đây mang. Là mình chưa chịu thua nhưng mà mình vẫn còn ăn được nha mọi người. Chừng nào mình làm tuy chồng mình ăn được như đó đó. Nhưng là mình chưa chịu thua cho nên mình vẫn còn cơ hội để thắng. Nó cay kinh khủng luôn á. Oh my god. Chưa nổi rồi. Shit, that's hot. That is spicy. Gotta mark it up. Ooh, spicy. Cay, cay kinh khủng luôn. Nên ai còn nhiều là nó thua nha. Okay, I lose. No. I lose. Do I have makeup? No, you need to do my makeup, no. Man. Makeup. I lose. No, so sorry. You need to do my makeup. I lose. Here you go. How do I do it? Time to you chỗ tài makeup for me. So what am I doing? Cay quá. Các cây voi, voi, voi anh đây nè. Đó. Do I draw first? Anh muốn làm gì anh làm. Ok. No, em sẽ quay mặt qua anh đây. Anh là người làm đó, anh làm đi. Đây mình còn nhiều, mình còn nhiều hơn mọi người. Ghét cái này chứ không? I don't know. How you make it rồi? You go this first, right? Anh cái đó lấy gì á? You go this first, right? See? What's that? I don't know. I see people do it like this. I see all the girl do it like this. Okay. I see you do it like this all the time. You know what is it? I don't know what it's called. It's má hồng, man. Yeah. Má hồng đánh đánh chán ở đâu? No? It's má hồng in my cheese. Oh, see? That's good enough, huh? Okay. And then do this, right? No, anh phải em xoay mặt qua đây anh làm. I can't do it with it. I can't. Anh xoay đây đó. No, I can't. Em làm gì? Yeah. Really? What are you doing? I don't know. Okay. Really? Oh my god! I'm kidding. This one. This. I don't know. Anh có to không vậy? Ít to gì? Em có. Ủa. Okay, let's do again. Is that right? I don't know. And that's it. I don't know how to do that. That's it. Nữa, còn này nữa chứ. What this one do?
It's my eyeliner. Trời ơi, cái ông ấy ấp cho không biết làm gì luôn á. This is not... What is it? Oh no, this way. Đào bên đây nè, đây lại. What's this one? It's cái eyeliner. Okay, how you do it? Thường thường anh coi em làm sao? Nói tiếng Việt quá, nãy giờ anh cứ nói tiếng Anh hoài. Mà cái này làm sao đây các bạn? Vẽ dưới đây hả? I don't know, em không biết. Seriously? Anh làm gì vậy? Tại vì anh đi vẽ vào con mắt em à? Mà biết, biết làm sao trời. Eyeliner. Ở trên hả? Cái tay anh đang cầm một tay. Ở trên hả? Làm sao trời? Đừng có chùi qua chùi lại, nó hư cái mặt em hết, nó nhăn cái mặt em. Là sao kìa? Đâu thấy gì đâu. Rồi em mới làm mấy cái này đó. I don't know, anh cần làm cái finish của anh, ok? I don't know how to do this stuff. Chứ thôi rồi, how xong anh gái làm hay trời. Rồi vẽ thôi được trời. Đó, anh thấy phụ nữ em khổ không? Hả? Anh thấy phụ nữ khổ không? Bây giờ mới biết. Oh my god. Anh tưởng là trang điểm dễ lắm hả? Đó. Oh my god! I don't know. Yeah. Okay. Really again. Đừng có. Anh chùi đừng ấy. Có chùi nghe. Chùi. Cái nó chạy cái mặt em để em chùi em. Thôi anh làm tiếp đi, anh làm tiếp phần của anh đi. Khi nào anh xong rồi thôi. Này vẽ gì vậy? Này vẽ gì? Vẽ eyeliner. Eyeliner but ai sao lại vẽ giống như hát bội vậy? Hả? Kỳ vậy, không biết đẻ đâu. Ok. Xong rồi đó. Bây giờ anh làm sao đi. Cái này mày là vô như là người ta này á. Ok, bây giờ anh sẽ xong. Này Halloween làm giống như gì? Ok, em sẽ ngồi đây, em ngồi thẳng ngang để anh search cho, ok? Cái này là giống như lễ Halloween á, cái này được. Đấy, and then you go. Go what? You go this. Bằm môi hả? Yeah, there you go. Tự nhiên em thấy em cảm nhận được một bên có, một bên không có đó. Đâu. Trời ơi, cái... Trời ơi, còn đi tặng thêm cái nút gùi nữa, oh my god. Đâu? Để em cho các bạn chiêm ngưỡng. Ok, các bạn nhìn nè. Chồng mình làm... I don't know how to do that, Trời ơi, nghĩ sao mà đi tặng mình cái nút gùi ngay cái miệng nữa nè. Nút gùi nó nhiều. Các bạn... Okay, oh my god. I see you guys later. I go to work. Oh my god. Các bạn nhìn nè. Không tin nổi luôn á. Bye bye mọi người. Video kinh dị nha mọi người ơi. Bye bye.